Yeah, anh là ai? Anh là Dũng, anh đến từ Vũng Tàu có biển xanh và cát vàng. Anh muốn đường cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè trong nắng. Rồi bây giờ mình giới thiệu đi em tên gì? Em tên là Diễm Hương, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Thuận An, Bình Dương. Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em thì hiện tại em đang làm chuyên viên pháp lý. Bạn trai giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Hoàng Trọng Việt Dũng, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại là kỹ sư cầu đường và em đang công tác tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 mà xuống Bình Dương thì cũng gần đúng không em? Cũng gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em á là em rất là thích nấu ăn và nấu rất là ngon chị. Rất là ngon. Dạ. Em nấu ngon nhất là những món gì? Đặc sản gia truyền món em gia truyền nấu được 3 đời rồi chị, đó là làm món chả nướng á chị. Chả nướng là cái gì trong đó em? Dạ, đầu tiên á là mình phải mua thịt thân á chị, về cái mình luộc xong mình xé ra như là chà bông á chị. Mình bỏ gia vị gồm có tiêu hột, tiêu sai, hành tím, hành tây mình bầm nhuyễn ra chị, với trứng tôm khô nữa. Nghe sau đó mình đem đi nướng lên. Nướng lên. Dạ. 3 đời đó hả em? Dạ. Xuất sắc. Đó là những cái ưu điểm, còn mình có khuyết điểm gì không? Dạ, nhược điểm của em á là lúc mà gặp lần đầu tiên á thì em hơi nhút nhát, em không có dám ở nhà một mình chị, em không có ngủ một mình được. Sao vậy? Em không biết nữa, từ bé tới lớn thì giờ em ngủ dạ. Hiện giờ em đang ngủ với ai? Hiện tại em đang ngủ chung với mẹ với cháu gái em. Yên tâm, sau buổi hôm nay sẽ có người. Dạ lo. Anh ơi, sao em? Anh làm kỹ sư cầu đường vậy, anh có hay thường xuyên đi công tác không anh? Anh chủ yếu anh ngồi ở văn phòng anh làm việc em ơi. Anh có đi đêm không anh? Có, lâu lâu anh cũng hay đi đêm. Về nhà ngủ không? Nếu mà anh đi đêm thì một là anh phải dắt em theo, còn hai là anh phải tranh thủ về sớm, chứ nếu không có anh chắc em ngủ không được á. Anh nói vậy, anh nói vậy. Trời, dễ thương quá. Rồi, còn em trai, em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là em rất là thích hip hop. Hip hop hả? Dạ. Em chơi hip hop từ năm lớp 8. Ừ, vậy đó hả? Dạ. Hồi mở màn lên biểu diễn cho bạn nữ coi luôn nha. Dạ, dạ. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính trong công việc. Bây giờ cũng khắc phục được phần nào. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai tính cách là hiền lành, vui vẻ và phải biết yêu chiều bạn gái chị. Rồi, có cái gì nữa không? Em không thích mấy bạn trai mà bụng bự nè chị. Đầu hói nè, hút thuốc nè. Tôi nghe có tiếng bước chân. Tròn tròn xíu chị. Bụng bự nói sao mà không thích? Tại vì em người nhỏ anh, ví dụ như em ngồi phía sau xe anh đó, em không thể nào ôm hết nguyên người anh được. Bụng bự á, dạ. Tao khoái ôm lắm, ôm nó ấm. Đầu hói mắt mới vậy đó. Nhìn nó không có đẹp anh. Trời ơi, đầu hói đẹp. Mấy người mà người ta gọi là thành đạt đó thì ta suy nghĩ nhiều quá, nó hơi rụng dài cọng. Hói là thông minh nha em. Anh thiệt á, anh không hiểu tại sao phụ nữ lại không thích hói. Bây giờ hói là xu hướng, bụng bự là thời trang. Anh hiểu không? Nhớ câu này nha. Rồi em có một cái gọi là mẫu hình nào không? Em thích một người giống như anh Quyền Linh vậy đó anh. Vậy là chuẩn rồi đó anh. Hả? Dạ. Anh này hơi giống giống á. Được. Rồi. Mẫu người giống anh Quyền Linh. Khoái rồi, khoái rồi. Đầu năm ông Mai được khen là khoái rồi. Bây giờ hơi ớt tóc. Chào em. Chào dữ tôi. Chào em. Tướng con bự á. Tướng tá cũng giống anh Quyền Linh quá ha. Dạ. Bự ha, ngon lành ha. Rồi, mình đã tính tới chuyện lập gia đình chưa? Dạ, giờ tính rồi chị. Tính rồi hả? Dạ. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ, cỡ năm nữa. Một năm. Dạ. Có được cái gì rồi? Tức là tiền đám cưới thì có ba lo. Trời ơi, sướng vậy, lớn gì không tự lo mà để ba lo. Không, cho mượn thôi, bắt đầu làm trả. Thứ hai là để dành tiền để sau này mua nhà ở đây. Để dành chưa? Đang để dành. Đang để dành, để được để dành. Mà ba, mượn ba sao không mượn mẹ? Mẹ dạ. Dễ mình mượn mẹ đi. Dạ mẹ cũng cho ít nữa. Cho, dạ. Ba là cho mượn mà mẹ cho luôn đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Biết ngay mà trời, mấy mẹ thương con trai lắm. Dạ. Được ha. Dạ. Rồi, chị hy vọng hôm nay hai đứa hợp. Bây giờ mình nghe ý kiến của gia đình đi ha. Em trai đi với ai? Dạ, em giới thiệu là mẹ em đi chung với mẹ em. Ở Vũng Tàu lên. Vũng Tàu lên. Vũng Tàu lên. Chào, chào cô. Chào cô. Chào anh Kim Linh. Chào. Dạ. Dạ, chào chương trình. Nãy giờ thấy con dâu tương lai bên kia thế nào? Dạ, trước hết cho em muốn bắt tay con dâu tương lai, bắt tay bạn gái của Việt Dũng. Dạ. Dạ, cảm ơn chương trình. Chào dạ, con. Chào bác. Chào con. Dạ. Mẹ chồng về là không có khó đâu em. Nhìn bắt mẹ chồng là thấy dễ rồi đó. Thứ nhất là cháu làm về ngành pháp lý.
là cháu bảo vệ công lý cho cuộc đời này, đem lại hạnh phúc cho mọi người. À, rồi qua cái cách mà nói với cháu là cô mắc cỡ, là vì cô không biết nấu ăn, không biết làm món gì hết, cô rất là vụng về, ngoài biết luộc rau lang thôi. Chắc có lẽ cái cảm nhận á, cái cảm nhận là 70% là cô thấy tụi con là một đôi bạn đấy. Ừ, còn tình yêu á, là duyên phận, mà vợ chồng là duyên nợ. Hôm nay tụi con đến đây đó là duyên phận. Nếu mà cô gặp con thì cô phải nói như thế này: good. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn, good rồi đó. Good rồi ha. Ừ. Thoải mái rồi. Dạ. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ em bữa nay em đi chung với anh chị hai em, mấy chị đồng nghiệp với lại hội bạn thân của em chị. Vậy hả, đi đông quá ha. Dạ. Nguyên gia đình luôn ha. Dạ đây là chị hai, còn em là đồng nghiệp của bé Hương. Em xin rất chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào toàn thể trường quay. Bé Hương là công việc thì rất là thông minh và lãnh lời, biết kính trên nhường dưới. Về mặt nữ công giao chánh thì rất là tuyệt vời. Còn về bạn trai thì nói chung hồi nãy cô cũng đã bên này cũng đã nói rồi là lấy nhau thì là cái duyên nợ. Cho nên là hôm nay cũng mình có duyên gặp nhau thì hai đứa cho cơ hội tìm hiểu. Còn tiến tới được với nhau hay không thì thời gian rồi trả lời. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt ha. Rồi chúng ta trò chuyện xem có nợ với nhau hay không. Kéo màn. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, đó. Bây giờ đầu tiên á, Dũng thể hiện những cái gọi là thế mạnh của mình cho bạn gái xem đi. Dạ, bây giờ em xin rap một bài cho em sáng tác. Mới suy nghĩ ra. Rồi, hay quá. Hay quá. Vô, anh đã đi rất nhiều nơi, anh đã gặp rất nhiều người, nhưng làm sao anh không gặp được một nửa của cuộc đời. Em đó chính là em đó, một nửa của cuộc đời của anh đó. Yeah, người con gái rất là xinh. Hôm nay là ngày Tết, anh chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi trẻ. Chúc anh Quyền Linh và chị Cát Tường lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ. Yeah, anh là ai? Anh là Dũng, anh đến từ Vũng Tàu có biển xanh và cát vàng. Anh muốn đường cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè trong nắng dưới bóng vừa là lời đó. Em anh hát có hay không? Anh hát như là bay, anh hát làm cho em say, say cứ mang tình ca. Hay quá. Em cảm nhận như thế nào em? Hả? Dạ. Trước giờ là em chỉ mới được nhận thư tình thôi chứ chưa bao giờ được ai hát tặng trực tiếp á, nên em cũng mới chế rồi đó. Yeah. Hôm nay Dũng hát hay quá. Cắt được. Hai đứa nói chuyện đi. Thì không biết em đã muốn có chồng chưa? Nếu mà chưa muốn có chồng thì em chưa có tham gia chương trình này đâu anh. Người ta nói lấy vợ khổ lắm á. Riêng anh nghĩ là lấy vợ rất là sướng. Lúc đó về không còn cô đơn nữa. Giống như anh bây giờ về cô đơn lắm. Nhưng anh sao, có sợ bị quản lý không anh? Quản lý đừng có gắt quá được em. Vừa. Em có hay thích đi phường không? Đi xa dạ đi. Không, tại vì mẹ em cũng khó lắm. Quản lý thời gian rất là chặt chẽ. Sau giờ làm ở cơ quan thì thường em chỉ về nhà thôi chứ không có đi hết. Còn nếu mà đi á là mẹ em sẽ chở em đi. Vậy hả? Chết rồi. Áp lực quá. Tức là hồi xưa giờ là mẹ em chở em đi học không luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Trời. Không sao. Bây giờ nè, anh có ý là mẹ chở bạn gái đi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chở mẹ theo. Đó, mẹ em sẽ làm việc về phụ huynh. Còn em về làm việc về học sinh. Ý tưởng hay anh. Good idea. Thôi bây giờ vậy, bạn trai hồi nãy nói nhảy hip hop gì đó. Đúng không? Dạ đúng. Nhảy thử cho mọi người xem, cho biểu diễn cho bạn gái xem. Đấy.
Hướng bự chứ cũng làm gọn lắm chứ bộ. Dạ. Này quá đa tài lắm rồi nha. Đó, tại vì cái sàn này là khó sàn nhảy mà cái chỗ này nó hẹp nữa. Mà nhảy như vậy là quá dữ. Cái bụng tuy bự nhưng mà đưa lên không, xoay vòng vòng. Thiệt là hay. Chúng ta chỉ còn 30 giây. Chúng ta nhìn kỹ vào mắt nhau. Nói một câu gì đó thật nhất trong lòng mình lúc này. Mình nghĩ gì về đối phương hoặc là cảm nhận của mình như thế nào. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không nha. Xin mời hai bạn. Em gái nói trước đi. Bạn trai thở một chút. Em thấy anh này có nhiều tài lẻ lắm anh. Giỏi. Anh có nhiều tài lẻ nhưng tiền anh tiền chẳng không à. Khỏi lo rồi. Tới em trai. Thì anh cũng hy vọng là em sẽ đồng ý làm người yêu của anh. Và chúng ta sẽ đi xa hơn. Vậy thôi. Yeah. Rất dứt khoát. Gọn ghẻ vậy. Nhảy anh quá. Hy vọng em sẽ là người yêu của anh. Rồi, chúng ta trả lời bằng nút bấm. Nhắm mắt lại suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Em có bấm rồi chị. Hả? Muốn xỉu. Muốn xỉu. Nhảy không mệt mà không bấm nó muốn xỉu luôn. Em tưởng đứng luôn á. Dạ. Bạn gái cũng hoảng hốt ha. Yeah. Lò đấy. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Trước mọi người nha. Chúng ta nói những cái gì chúng ta phải giữ tất cả những điều đó. Yeah. Bởi vì cái băng hình này không có xóa đi được đâu. Yeah. Đây là món quà dành cho các bạn. Những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nơi đây lãng mạn trữ tình lắm. Cảm ơn mọi người. Xin phép chị gái mình làm thủ tục đầu năm đi. Nói gì? Xin chưa? Cho phép em làm khai trương đầu năm. Khai trương cái gì? Khai trương cái gì? Trời hung, hung mà nó kêu khai trương luôn. Xin phép cho em hung. Thôi em làm. Nhất khoát quá làm. Má đàng hoàng chứ. Hôm qua gọi đầu bằng dầu dừa đó. Má đàng hoàng, hung má đàng hoàng. Dán tóc lên. Ừ, nhẹ nhàng là tóc đó đó chưa. Dễ thương quá.